Xin chào tất cả mọi người. Để mà khắc phục cái lỗi mà lên phím chức năng nhưng không lên tiếng đàn của mẫu đàn Yamaha CLP-170 thì chúng ta vào reset lại đàn này nhé. Và để reset lại thì chúng ta ấn đồng thời 3 nốt đô thăng, pha và son thăng ở quãng 3. Sau đó là chúng ta ấn nút nguồn bật lên để nó hiện cái nút test CLP-170 như thế này nhé. Sau đó chúng ta ấn start top như này và ấn mũi tên down này để quay về cái vị trí số 42 này, factory reset này. Và chúng ta đợi một lúc để cái nó hiện chữ ok ở dưới hai cái gạch ở dưới chữ set ấy như trên màn hình này là được. Còn bây giờ chúng ta phải đợi một lúc nhé, cũng nhanh nhưng không có lâu đâu, mọi người đợi một chút nhé. Đó, khi nào nó hiện chữ ok này là được đấy, ok rồi đấy, là được rồi, chúng ta để ý không đấy. Vậy là xong nhé. Sau đó là chúng ta có thể reset các cái chức năng khác đấy, và kiểm tra các chức năng khác ở trong cái phần này. Có rất nhiều các chức năng khác nhau, từ phím này đến keyboard, các cái chức năng đèn này, các cái bộ tiếng, các pedal đấy, kiểm tra hết ở đây. Chúng ta cái mũi tên lên xuống này để kiểm tra hết các cái chức năng này. Đó, khi mà kiểm tra xong rồi, chúng ta về vị trí 1 này. Chúng ta muốn thoát ra, chúng ta ấn vào vị trí 43 để test exit này. Chúng ta ấn start top là nó thoát ra. Và chúng ta đợi một lúc để chúng ta nó reset, nó load lại toàn bộ các thứ vừa rồi chúng ta reset nhé. Đấy, nó load lại toàn bộ các thứ. Và đến đây thì xong, khi xong rồi thì tiếng đàn chúng ta lại kêu bình thường nhé. Chúc mọi người thành công.